Mai Sơn là một huyện nghèo ở tỉnh Sơn La, thuộc khu vực miền núi Tây Bắc. Đường đi lại rất khó khăn, nhiều đoạn rất khó di chuyển, thậm chí là bằng xe máy. Trên địa bàn huyện chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có người Thái và người Hơ Mông. Nông nghiệp vẫn là hoạt động chủ chốt giúp tạo sinh kế cho người dân và sản xuất quy mô nông hộ vẫn đóng vai trò chủ yếu. Đường xá đến các bản thì rất là kém phát triển, vì vậy mà những cái hộ chăn nuôi ít có khả năng bán sản phẩm của mình cho những cái phân khúc thị trường cao hơn với giá cao hơn. Nên nếu mà xét về mặt cơ bản thì họ đang ở cái vị trí yếu thế hơn khi mà trả giá hoặc thương lượng, và do đó thì họ ít có cái động cơ để mà tăng quy mô chăn nuôi. Kinh nghiệm từ quốc tế và ở Việt Nam đã chỉ ra rằng hộ chăn nuôi hoàn toàn có khả năng gia tăng cái giá trị của sản phẩm chăn nuôi thông qua việc tham gia các tổ nhóm. Và việc tham gia cái tổ nhóm này mang lại rất nhiều những cái lợi ích thông qua những cái hoạt động tập thể như mua chung, bán chung hoặc là chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ thông tin. Tháng 9 năm 2021, những nhóm đồng sở thích đầu tiên đã ra đời tại hai xã Chiềng Trung và Chiềng Lương với sự hỗ trợ của dự án Li-chăn. Li-chăn means good, beautiful in Thai dialect. It is a project under the CGIAR research program on livestock, aiming to provide research-based solutions supporting the transition of smallholder farms toward more sustainable, productive, equitable and resilient livelihoods. Mặc dù chúng tôi đã tổ chức những cái buổi tập huấn tuyên truyền, nhưng mà do thời gian ngắn và cái nội dung cũng nhiều nên khá nhiều người dân chưa hoàn toàn hiểu rõ được cái lợi ích của việc tham gia nhóm, và do đó họ hoàn toàn không có hứng thú gì cả. Vì vậy mà dựa vào cái tình hình thực tế thì dự án và nhóm tư vấn đã phải suy nghĩ và thay đổi cái phương pháp tiếp cận. Thay vì cái việc tiếp cận với tất cả các hộ chăn nuôi ở các bản thì chúng tôi với mỗi bản chúng tôi chỉ chọn ra khoảng 3 đến 5 cái nông dân nòng cốt, những người thực sự năng nổ tích cực để làm những người tiên phong. Và sau đó thì chúng tôi mời những cái nông dân này tham gia những cái đợt tập huấn chuyên sâu. Từ giữa năm 2021, dự án Li-chăn đã tổ chức 2 buổi tuyên truyền ở cấp xã và 3 cuộc họp ở cấp thôn bản cho 100 lượt người để giới thiệu mô hình nhóm đồng sở thích tới các cấp chính quyền và người dân ở hai xã Chiềng Trung và Chiềng Lương nhằm xác định các thành viên tiềm năng. Sau đó dự án đã tổ chức một khóa tập huấn chuyên sâu cho 30 nông dân nòng cốt ở các bản về quy trình thành lập nhóm, cơ cấu ban điều hành và kế hoạch phát triển sản xuất chăn nuôi trong ngắn hạn, dài hạn, và giới thiệu các chính sách hỗ trợ tổ nhóm hiện nay của địa phương và của nhà nước. Tháng 9 năm 2021, dự án đã tổ chức buổi ra mắt 5 nhóm đồng sở thích với hơn 60 hộ gia đình hưởng lợi tại hai xã Chiềng Trung và Chiềng Lương. Một số tổ nhóm bắt đầu đi vào vận hành sử dụng một phần quỹ chung để cho các thành viên trong nhóm mượn tín dụng, đầu tư và sản xuất chăn nuôi. Các cuộc họp nhóm cũng diễn ra thường xuyên để chia sẻ thông tin. Qua cái mô hình này chúng tôi thấy rất khả thi để cho góp phần phát triển kinh tế xã hội của xã nhà, thì mong muốn rằng là dự án sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng thêm ở trên các cái bản trên toàn xã. Dự án Li-chăn có những ưu thế là chúng tôi có được cái sự ủng hộ từ chính quyền địa phương, vì cái việc thành lập tổ nhóm này nó phù hợp với cái mục tiêu phát triển dài hạn của địa phương, ưu tiên tổ nhóm thay vì cái hộ cá thể. Trong cái thời gian tới có một số những cái sáng kiến của CGIAR, đặc biệt là chúng tôi muốn nói tới cái sáng kiến về SAPLING thì có thể sẽ được thực hiện tiếp trong năm 2022. Thì với những cái hỗ trợ về mặt kỹ thuật của những cái sáng kiến mới này thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nhóm đồng sở thích mà thực hiện ở trên hai cái xã địa bàn này sẽ tiếp tục phát triển, duy trì bền vững và thậm chí trở thành cái mô hình điển hình để không những các xã khác trong huyện Mai Sơn mà còn ở trong tỉnh Sơn La và vùng núi phía Bắc để học hỏi và phát triển.